một người đã đứng chờ em tối nay, có một người bình tĩnh nhìn em đổi thay, vẫn nét mặt và đôi môi anh say mê bên ai như đôi ta đã từng. Có một người đã lúc chưa nhìn thấy gì, nhưng phép màu xảy ra cuộc đời mấy gì. Đến bây giờ anh mới nhìn em, anh ánh mắt không còn nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.